ơi, ngày mới xanh mến chào quý cô chú anh chị để quay trở lại với kênh Khám Phá Biển TV nha. Hôm nay xanh đi lặn biển để tìm bắt ốc á mọi người. Phía trước kia là biển nha mọi người. Hôm nay xanh không có lặn bằng ghe hoặc thuyền, cũng không lặn bằng bình chứa hơi, mà hôm nay xanh đi lặn bộ á mọi người. Đây là cái gương với lại cái rộng. Tí nữa xanh sẽ rè lặn ốc về quay cho mọi người xem nha. Xanh mời hết tất cả mọi người cùng theo xanh để coi thử xanh bắt có gì không nha mọi người. Rồi, giờ xanh mời tất cả mọi người cùng theo xanh nha. Đầu tiên là mình có thấy một mè ốc mỡ nha mọi người. Mè ốc này bò cũng khá là dài nha. Đây rồi nè. Đây nó dùi nó bung đất lên nè mọi người. Đây. Phía trước mình có thấy một mè ốc nhảy cái nè. Đây luôn rồi. Nó chỉ mới bò một phút là nó để dùi nha mọi người. Đây. Con này khá là dày nha. Ở đây mình có thấy một con hầu nó đang thở nè mọi người. Đây. Đây ở chỗ mình còn gọi là con hầu bánh tráng nha mọi người. Phía trước thì mình có thấy một con mai thuốc nè mọi người. Con này cũng đang thở luôn nha. Lên rồi nè. Chỗ này cát nó bám cũng không cứng lắm nha mọi người. Đây là cái tay rúng của nó để nó bám dưới cát á mọi người. Bên này mình có thấy thêm một con ốc nhảy cái đang dùi nữa nè. Con này thì nó chưa bò lên luôn nha. Vâng, vỏ con này thì khá mỏng. Mỏng hơn con lúc nãy mình bắt. Phía trước xanh có thấy một mè ốc mỡ nữa nè mọi người. Đây hình như nó dùi ngay đây luôn nha. Đây rồi. Ở đây mình có thấy một con ốc nhảy cái đang dùi nữa nè mọi người. Hình như bữa nay nước nó không có mát nên nó không có nổi lên bò nha. Con này vỏ nó cũng hơi mỏng nha mọi người. Tiếp tục xanh lại thấy một con hầu bánh tráng nữa nè mọi người. Con này ăn cũng rất là ngon nha. Bên này mình có thấy một cái mè ốc gì dùi nè mọi người. Wow, đây là sò mồng nha mọi người. Con này ăn là khỏi nói luôn nha.
đây lại một mè gì nữa nè. Hình như là con ghẹ mọi người, mà không phải một con, hình như hai con á. Wow, đây là một con cồ với một con mái nó đang ôm nha mọi người. Bên này thì mình tiếp tục thấy một mè ốc mỡ nữa nha mọi người. Đây rồi, mình thả con ghẹ này xuống nước để cho nó thở một tí. Wow, nó đang đào, nó dùi nó nè mọi người. Lanh ghê chưa. Nước hôm nay cũng khá là mát nha mọi người. Nãy giờ xanh lặn được nhiêu đây nè mọi người. Có con ghẹ cũng hơi to nha. Bây giờ xanh phải đi vô rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết video này nha. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe để cùng đồng hành với xanh trong những video tiếp theo mọi người nha. Bye bye mọi người.